Thư và Mi Du. Wow. Yeah. Đến thời điểm này vẫn còn giải thưởng 20 triệu. Vậy, vậy lên trước là có 20 triệu. À vậy hả? Đúng rồi. 1, 2, 3. Thắng, lên. Dành cho Mi Du, nhanh chị chớp. Số chữ đồng gì có phố Kỳ Lừa? Đồng đăng. Lên. Tiếp tục đối chữ đồng nào ở châu Âu? Được trả lời mấy cái loại đồng tiền. Đừng hỏi, chúng tôi đã hỏi rồi. Đồng euro. Lên. Hay quá. Đồng gì biết lắc? Tiếp tục đối chữ. Đồng hồ quả lắc. Lên. Hay. Ai được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop của thế giới? Ông hoàng nhạc pop hả? Michael Jackson. Michael Jackson. Dễ ha, nó đâu dễ quá trời luôn. Cái này đưa bom lên là 20 triệu liền á. Thôi, tới giữ gì đâu anh. Tới chứ em tự tin chứ bom. Ai được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop? Madonna. Lên. Hay quá. Bây giờ thấy giữ không? Rớt rớt rớt. Theo cách tính giờ của người xưa, một canh trước đây dài bằng mấy giờ? Anh nghĩ sao mà câu này em rớt vậy? Một canh là 2 giờ. Hay quá. Lên. Trời ơi, sao giỏi dữ vậy? Họ nào nặng 100 kg? Họ Tạ. Lên. Đường nào không ngọt, đối chữ. Đường không ngọt, đường đi, đường đi. Lên. Trời ơi trời, 20 triệu là có khả năng. Dễ luôn. Trong bài hát, hai con thằng lằn con, vì sao mẹ thằng lằn buồn? Mẹ thằng lằn buồn hiu vì hai con thằng lằn con đạp nhau cắn nhau đứt đuôi. Nhanh lên hết giờ nha. Không nhớ được là cái chữ sao là ba thằng lằn buồn hiu hay là mẹ thằng lằn buồn hiu. Mẹ không có mẹ. Ba chính thằng xác. Lằn buồn hiu. Đàn tranh. Đàn tranh cái tên gọi khác là gì? Đàn tranh. Đàn tranh tên gì? Đàn tranh. Hết giờ. Trời ơi là trời. Chính đã bán liền tiếp, chúc mừng. Thưa quý vị, Mi Du mang về 9 đáp án liên tiếp. Chúng ta chờ đợi Nam Thư sẽ như thế nào? Xin mời. Rất là gay cấn luôn. Từ từ thôi. Rất là gay cấn. Okay. Chút xíu nữa thôi, chỉ cần 3 giây nữa thôi là có thể lấy được 20 triệu. Nhưng thời gian đã hết. Thư, lên lấy 20 triệu em. 9 lần hả? Xem giỏi. Nam Thư đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Chơi chữ. Đồng gì có phố Kỳ Lừa? Phố Kỳ Lừa. Đồng gì có phố Kỳ Lừa? Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh hả? Đồng gì? Đó. Đồng đăng. Chính xác. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Rồi đố chữ. Đồng nào ở châu Âu? Đồng euro. Chính xác. Đồng gì biết lắc? Đồng hồ quả lắc. Chính xác. Để hết cây chữ rồi. Ai được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop của thế giới? Michael Jackson. Chính xác. Ai được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop? Madonna. Chính xác. Theo cách tính giờ của người xưa, một canh trước đây dài bằng mấy giờ? 2 giờ. Trời. Chính xác. Mọi người ơi, em làm cổ trang mà. Em làm cổ trang mà. Và tiếp theo đố chữ. Họ nào nặng 100 kg? Họ nào nặng 100 kg? Họ nặng Tạ. Họ Tạ. Tạ Đức. Đường nào không ngọt? Đường nào không ngọt? Đường đi. Chính xác. Trong bài hát
hai con thằn lằn con, vì sao mẹ thằn lằn buồn? Hai con thằn lằn con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằn lằn buồn hiu mời chúng đến mấy bán trò. Ơ con này mày ngu. Không có mẹ không có nhắc mẹ Câu này là câu quyết định ở hai việc. Việc thứ nhất là lấy được 20 triệu. Việc thứ hai là đội mình thắng là quán quân của chương trình Nhanh Đi Chớp lần này. Anh Giang ơi, anh nghĩ là cái câu này trả lời được không? Anh nghĩ là được. Bởi vì anh biết câu này và chắc chắn Thư sẽ biết. Mọi người im lặng, không nhắc. Bởi vì chung kết nó rất là quan trọng, không nhắc để gọi là công bằng cho cả đôi bên. Không, em căng thẳng quá. Rồi, em lắng muốn nghe quá. Nào đàn tranh còn có tên gọi khác là gì? Đàn tranh tên gọi là gì? Đàn tranh có tên gọi khác là gì? Trời ơi, nó không đàn biết. Đàn Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm. Đàn Nguyệt Cầm. Đàn Nguyệt Cầm. Không chính xác. Là đàn gì chị? Đàn thập lục. Thập lục. Không, cái này em không biết thiệt. Anh Giang em không biết thiệt. Thập lục là 16 giây đó. Không, cái này em không biết thiệt. Có mình anh biết à. Em biết không? Anh dạ, anh Giang được 20 triệu rồi. Vậy là chỉ có anh Giang biết thôi. Kính thưa quý vị, như vậy là năm Thư đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Yeah. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Cũng đi trang nhau thôi, chúng ta sẽ đưa ra một câu hỏi mang tính chất là liệt kê và các bạn phải trả lời trong vòng 1 phút là 20 đáp án. Và chúng ta sẽ trả lời lần lượt từ Nam Thư, Tú Vi và Bom. Mỗi người sẽ đập tay giành quyền trả lời, có quyền nhắc không được giành lượt. Đơn giản, câu này chúng ta sẽ phải đi tìm 20 đáp án. Câu hỏi như sau: hãy kể tên 20 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt Bắc Nam hay còn gọi là đường sắt thống nhất chạy qua. Mời. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Thuận. Ninh Thuận đi từ Nam ra Bắc dễ hơn. Đi từ Nam ra Bắc dễ hơn. Phan Thiết phải là thành phố. Thanh Hóa. Nha Trang. Nha Trang phải ta không phải tỉnh. Hợp tỉnh. Thanh Hóa. Sơn La. Khánh Hòa. Khánh Hòa. Gì nữa ta? Bình Thuận. Bình Thuận. Miền Trung quá trời. Lâm Đồng. Theo lượt. Miền Trung. Là gì ta? Quảng Trị. Thừa Thiên Huế. Quảng Bình. Quảng Ngãi. Tiếp đi. Quảng Nam. Rồi hết Quảng luôn. Ra tới đừng có Sơn La. Tiếp. Cứ liên tục. Ở Đà Nẵng. Cái gì nữa ta? Bình Dương. Tuy Hòa. Bình Định. Bình Định. Phú Yên. Tuy Hòa. Ninh Thuận. Nghệ An. Hà Tĩnh. Bây giờ là mình được cái nhiều rồi đó. Bình Thuận rồi. Nói Bình Thuận rồi. Sau một phút, các bạn mang về được 14 để bán chính xác. Vì là giải đặc biệt của vòng chung kết, đêm chung kết nên khó. Khó. Tại vì đặc biệt mà phải, nó phải khó chứ. Không sao cả, chúng ta đang là quán quân. Và chúng ta lấy được giải thưởng là 60 triệu đồng. Biệt nữa là chúng ta đang là quán quân ở đợt này, là mùa này. Chúng ta sẽ đấu với đợt trước là quán quân mùa trước để giành danh hiệu quán quân hoài. Giang dạo này có một cái danh hiệu quán quân hoài. Đúng vậy. Nên sau khi tuần sau mà em đấu với đội khác, cái đội quán quân trước mà em giành được là em ngang cờ với Lê Diệu Vũ Lâm. Quán quân hoài.